không thì chú để lại điện thoại hoặc gì đấy. Chú đừng sửa cháu nha, cháu đang sửa, cháu đang tôn trọng chú lắm đấy. Chuyện đời cứ xong như lá trôi giữa dòng. Thế sao chú mua tiền sao chú mới đi hát được không? Ờ đi chơi thì chú mới có tiền, chú mới trả tiền cháu, nhưng mà cháu mới tập kinh doanh, nhưng mà cháu kinh doanh cho vui à? Ước mong một ngày. Ôi không phá lại được chú ạ. Ở đâu phá lại được, bây giờ cháu không phá lại được không? Cháu không còn biết chú ai, kể chú là ông già cũng được. Nhưng mà khi đã về nhà cháu ấy, chú hát, chú còn thanh toán tiền cháu. Tao đã biết cơ đứa nào cả. Bây giờ tao đi chơi. Đi chơi không trả tiền. Đứa đi ăn đi chơi không trả tiền được nào. Chú đang đùa cháu cái gì nhỉ? Không biết chú ai hết cả. Kể chú là quan chức như thế nào. Khi cháu đã biết không trả tiền được. Không tiền. Tao lúc buổi làm quan chức gì nào. Đây tất cả anh chị em, đây là không biết là chú này là chú là ai mà bây giờ chú đến đây hát hò mình hết 80.000 và bây giờ chú không thanh toán đấy, chú lặng lặng chú đi về, chú bảo chú không có tiền đấy, chú bảo là chú không có tiền và chú không thanh toán và chú đi về, chú bảo là không có tiền đấy. Đấy tất cả anh chị em xem đây là ai nhỉ? Mày đang kiểu gì đấy? Dạ chú đừng chửi cháu, cháu đang rất tôn trọng chú, ok? Cháu đang tôn trọng chú, cháu không cần phải tao đi về việc của chú, chú được biết cháu như nào. Đơn giản tao đi về tao đi. Ấy, không được. Đi hát thì không được bán tiền đâu. Đấy là việc của chú, nha. Cái áo của chú làm gì? Chả làm gì mà cái áo của chú cả. Không ai người ta lấy áo. Tao không được đâu, phải cho cháu tiền cho cháu. Đàng hoàng mà chú ạ. Không, không, chú đừng ngủ đây. Con cháu hoạt động kinh doanh nhưng mà chú không đang ngủ đâu chú. Không. Chú ơi, lịch sự đi đi. Không. Thế mày bây giờ muốn đi nào mà nào? Bây giờ chú thì cho tiền cháu. Không có tiền mặt bây giờ. Không có tiền mặt thì bây chú phải gọi người nhà chú thanh toán tiền cháu như nào? Bây chú phải hứa giải quyết như nào? Đơn giản thế. Hả? Bây giờ đi hát họ xong rồi là không có tiền xong rồi là gì? Làm trò. Không tiền mặt thì bây chú thanh toán như nào? Bây chú gọi điện người nhà chú lên hoặc là người thân chú lên thanh toán tiền cháu. Không. Còn nếu thì chú không có thì xin cháu, chú cởi hết quần áo ra cháu cho tiền cháu cho chú. Nào. Chú cởi hết quần áo ra cho chú. Ok. Hả? Chú ơi, chú cởi hết trong nhà vệ sinh cho chú đi bộ về. Chú thanh toán bằng dép ấy. Vâng, cháu nhận bằng dép. Nghèo khổ lắm.